Trung xin chào tất cả anh em. Bây xe 17 chắc không lấy đâu Tư. Giờ tối rồi định là về, nhưng mà ghé ngang anh bạn Tư mình tiếp, vẫn là chỗ cũ. Nhặt cái con này đây, con sẽ nhảy bình thường thôi. Quay như thế này chắc anh em khó thấy rồi. Nó đang nằm hướng này này. Đấy, anh em ơi, sẽ nhảy bông ngang này chắc khoảng 80 cm. Đó đấy, Jubin EH17. Sườn thì nó có đảo luôn, nhưng mà tính năng đảo nó chẳng là cái gì đâu. 1, 2, 3 tiếng lùi, 3 lùi tiếng gì đấy, chẳng này. Con này là con cò OHV Jubin EH17 nha anh em. 6 ngựa, có nghĩa là con này là con sẽ nhảy 6 ngựa. Xúc xỏ một vài chi tiết rồi. Con này còn đẹp. Con này rửa ra phát một là ngon lành thôi. Với lại giá rẻ quá mà, có gì đâu. Quá bán hàng lâm, sới chát luôn. Càng tay phanh còn đủ hả? Con này có chuyển hướng không ta? Rồi, chuyển hướng nó chơi. Hai tay của nó đó. Một chuyển hướng, hai chuyển hướng đủ. Chuyển hướng nó chỉ có tí mỏ cái đuôi không là được 3,5 triệu đó. Ừ, đúng rồi. Thôi mà kệ đi, mua về làm con sới nhảy bình thường thôi. 6 ngựa ngang 80. Thật ra thì ném 6 ngựa là nó chưa biết đâu. Thì đúng rồi, con sói EH17 nó cò mà. Nó cò hết về. Sườn nhỏ, sườn nó giống như sườn của Mitsu thôi. Y hệt cái sườn Mitsu ra 552, 652 thôi. Và đây, con một chân tạc luống, đúng bông tạc luôn nhé anh em. Bông tạc ba cánh này, bên kia thì cũng ba cánh y hệt thôi. Con này tuyệt đẹp luôn, rất đẹp. Lần số tiếng lùi lùi tiếng đầy đủ, đảo đầy đủ hết. Cứ hãy món hàng nào mình mua rồi, trả tiền rồi thì có chữ chung ở trên đấy thôi. Con này thì chắc chắn là không có chuyển hướng rồi, một chân thì hướng đâu mà chuyển. Nhưng mà đầy đủ tính năng của một con cò hết. Máy cò OHV 4.2 HP. Kubota cò. Con cò đứng Kubota, con này khá là đẹp luôn. Chân cẳng nghiêm chỉnh, bông tạc nghiêm chỉnh này. Nói chung là đủ đồ đến 90%. Các cái chi tiết nhựa bên ngoài thì có thiếu một ít, bỏ một ít, không sao đâu. Thùng xăng còn đẹp luôn. Đấy, anh em có cần dùng thì cứ liên hệ với mình. Mấy con còn lại thì không phải của mình nhé. Cứ cái con nào có ghi tên là của Trung thôi. Nhiều không có 2 triệu được không Tư? Nặng nhưng mà đâu có nặng bằng con hôm trước đâu. Đây anh em à, con máy phát điện 1.1 kg Jubin EI15 là IC. Con máy không có gì đặc biệt hết, chỉ có mỗi cái tội đẹp thôi. Rồi vậy là cha gọi bảo bà gửi tiền luôn. Ừ, vừa thương lượng xong một con đầu nén đấy anh em. Anh em nghe rồi đấy, 2,2 triệu một con ti 40-42 gì đấy, khủng long, rất là khủng long. Ngày mai mình lại có video hả? Con dưới sơn chở chưa? Con dưới sơn chở rồi. Ừ, con dưới sơn chở ra Quảng Trị rồi. Không, ở trong Tuấn cũng còn rất là nhiều đồ rồi. Trong ừ, trong ông Kiều cũng còn nhiều đồ lắm. Mấy món nặng con đâu có chở hết đâu, thuê xe thôi. Mai theo Cường nó chở luôn đi trong trống được. Ừ, rồi mai mình được gọi Cường ba bánh nó đến chở. Chiều này ngồi uống với tao kêu lấy máy giác mà đéo dám lấy luôn. Ừ, quá nhường lại luôn. Máy gì? À, cái máy xăng này nè, như Úc Thủy nó phiền hà, nó kêu bán mấy cái chai đó. Ừ, không dám lấy đâu. Cả
một đống tất cho làm đó. Ôi thấy mấy con này giả mệt quá. Mẹ ba cái đồ xịt xài về bán rồi. Vô bên 13 vít lửa mà cũng mua nữa. Chứ về nó về lô rồi sao? Căn lô ra triệu con hết á. Con nước 700 nào. Vít lửa 700 thì đúng rồi. Có nhiều bữa nó xuống trong ma mấy xíu cái nước xu rồi mình cũng lấy được mà. Ừ. 700 người mình bán được mấy. Đúng rồi, 2 triệu. Cái con máy này mình nhặt là lý do là cái con này 50 hạt, đúng 50 hạt này. Ủa đủ mẹ mua lô mà thằng nào cũng lời nó đi mua mổ làm gì. Đúng rồi. Mua lô có ngày cũng sặc chết luôn. Đó lỗ hoài, chứ 3 mến là em bỏ luôn đó. Dạo trước bị mấy phát này bây giờ là sợ, sợ cái việc mua lô lắm rồi. Thế anh em, mình giới thiệu tiếp nhé. Con máy phát điện. Khung bình thường á, xa ra này cho anh em thấy nè. Tuyệt vời luôn. Mà giá rẻ bất ngờ luôn, vừa mua 1,2 triệu đấy. Nổ không nổ thì mặc kệ nó, máy đẹp thì cứ mua thôi. Giá hơn phế liệu tí thôi mà. Có cái cổng gì nữa, DC 12V. Thôi kệ đi. Làm điện cũng chẳng cần làm gì hết, nổ máy lên 100V, mua thêm cục biến áp mấy trăm nghìn phát. Có điện gia đình xài bình thường. Rất đẹp. Đòi thì cỏ lỗ rồi. Nhưng mà mấy khi mất điện đâu, không sợ hao xăng thêm tí vài phần trăm xăng gì đấy thì mặc kệ nó. Đấy anh em, con máy mình mua gửi lại luôn, ngày mai có xe ba bánh về thôi. Không nhất định là cứ món nào cũng phải chở về hết, đi xe máy mà, đi xe máy mua hàng mà. GH 120 thôi. Rồi. Mình hết mấy món đỏ đây để hôm nay mua mấy món đỏ bên kia. Cặp phát điện này giá họ 8 triệu đồng đấy. Mã số anh em thấy trên video đấy. Mua tù mù không biết sống chết như thế nào. Ai có gan thì mua thôi. Sống thì lãi một ít, chết thì lỗ một đống luôn. Hai con phát hàng của phát hàng phát điện, con này 2,5 kg, hàng 150A, con này 3 kg điện inverter, hàng 180A, máy GA 340, con này là GA 208 của Changma, tất cả đều là máy xéo của HV hết. Nhưng mà thôi bỏ qua đi. Rồi, Trung xin chào tất cả anh em, bây giờ mình về đây.